đang nghe từ Phonos Phương pháp dạy con không đòn roi Tạo ra môi trường sống Định hình nhân cách bé Tác giả Daniel J. Shigo Và Tinda P. Bryson Người dịch Linh Vũ Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông 1980 Books khi bạn đọc hoặc nghe cuốn sách này. Đặt câu hỏi Bác ngũ cốc bị ném qua căn bếp, làm sữa và radio bắn tung tóe khắp tường. Con chó chạy vào từ sân sau nhà và chẳng hiểu sao bị phủ sơn xanh lét. Đứa lớn thì dọa nạt đứa bé. Văn phòng thầy hiệu trưởng gọi điện yêu cầu gặp phụ huynh lần thứ ba trong tháng bạn sẽ làm gì trước khi đưa ra câu trả lời chúng tôi muốn bạn quên hẳn tất cả mọi thứ bạn từng biết về kỷ luật hãy quên ý nghĩa của từ đó và quên đi việc những phụ huynh khác sẽ phản ứng thế nào khi bọn trẻ làm những điều sai trái thay vào đó hãy tự hỏi mình điều này ít nhất bạn có thấy thoải mái nếu nghĩ về một cách tiếp cận khác với kỷ luật không cách mà sẽ giúp bạn đạt những mục tiêu tức thì khiến cho lũ trẻ làm điều đúng đắn, cũng như mục tiêu lâu dài nhằm giúp chúng trở thành người vui vẻ, thành công, tốt bụng, có trách nhiệm và thậm chí là tự giác. Nếu có, cuốn sách này dành cho bạn. Giới thiệu Relational Blow Drama Discipline. Khuyến khích hợp tác khi xây dựng trí não trẻ. bạn không đơn độc nếu bạn thấy hoàn toàn khi cố gắng dạy lũ trẻ bớt cãi hay nói năng lễ phép hơn nếu bạn không biết làm thế nào để bé không trèo lên giường tầng trên hoặc mặc quần áo cho bé trước khi bạn ra mở cửa nếu bạn bực mình vì phải nói đi nói lại một câu nhanh lên con sẽ muộn học đấy hay lại phải tranh cãi về giờ đi ngủ bài tập về nhà hoặc xem tivi nếu bạn đã trải qua bất cứ tình huống rắc rối nào kể trên, bạn không hề đơn độc. Thực tế, bạn chẳng có gì bất bình thường. Bạn có biết mình là ai không? Một người cha, người mẹ, là con người và là cha hoặc mẹ. Khó mà tìm cách khép lũ trẻ vào kỷ luật. Lúc nào cũng khó. Thông thường sự việc diễn ra như thế này. Bọn trẻ làm điều gì đó không nên làm. Chúng ta phát điên lên. Chúng buồn bã nước mắt chảy ròng ròng đôi khi nước mắt là của bọn trẻ thật sự rất mệt mỏi và bực mình kinh khủng tất cả những rắc rối la hét cảm giác bị tổn thương cảm giác tội lỗi sự đau tim sự xa cách có bao giờ bạn tự hỏi mình đặc biệt là sau mỗi cuộc đối thoại tuyệt vọng với bọn trẻ mình không thể làm tốt hơn được sao mình không thể cư xử đúng bực hơn và là một người cha mẹ có sức ảnh hưởng hơn ư mình không thể kỷ luật chúng theo hướng làm dịu tình hình đi thay vì làm rối lên bạn muốn loại bỏ những hành vi không tốt nhưng bạn muốn phản ứng theo cách sẽ nâng giá trị và thắt chặt tình cảm với bọn trẻ chứ không phải điều ngược lại bạn muốn ít rắc rối đi chứ không nhiều hơn bạn có thể thực tế đó là thông điệp trung tâm của cuốn sách bạn thực sự có thể kỷ luật theo cách đầy tôn trọng và mang tính giáo dục nhưng đồng thời cũng giữ những giới hạn nhất quán và rõ ràng nói theo cách khác bạn có thể làm tốt hơn thế bạn có thể kỷ luật theo hướng đề cao mối quan hệ và sự tôn trọng bớt rắc rối và tranh cãi và trong quá trình bạn có thể bồi dưỡng những kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt và cải thiện khả năng đưa ra quyết định đúng đắn của bọn trẻ biết suy nghĩ đến người khác và chuẩn bị hành trang cho chúng được hạnh phúc và thành công suốt cuộc đời. Chúng tôi đã nói chuyện với hàng nghìn, hàng vạn cha mẹ trên khắp thế giới, dạy cho họ những kiến thức cơ bản về bộ não và sự ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ và con cái. Và chúng tôi chứng kiến các bậc phụ huynh khao khát học hỏi cách chấn chỉnh hành vi của bọn trẻ một cách tôn trọng và hiệu quả hơn. Họ đã mệt mỏi vì phải la hét quá nhiều, mệt mỏi khi nhìn thấy bọn trẻ buồn. Mệt mỏi vì chúng tiếp tục khổng láo. Những bậc cha mẹ này biết họ không muốn dùng hình thức kỷ luật nào. Nhưng thay vào đó, họ cũng chẳng biết phải làm gì. Họ muốn kỷ luật một cách tử tế và yêu thương. Nhưng họ phát mệt và quá tải khi bắt tay vào việc báo bọn trẻ làm điều nên làm. Họ muốn kỷ luật phát huy tác dụng và họ cảm thấy đúng đắn vì điều đó. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu hướng tiếp cận kỷ luật không rắc trối bằng cả não bộ đưa ra những nguyên tắc và chiến lược loại bỏ hầu hết các cảm xúc cao trào và kịch tính sẽ định rõ đặc trưng hình thức kỷ luật kết quả là cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn việc nuôi dạy con cái cũng hiệu quả hơn quan trọng hơn nữa là bạn sẽ tạo ra những mối liên kết với bộ não của trẻ và xây dựng các kỹ năng xã hội cũng như cảm xúc sẽ phục vụ chúng ở hiện tại và suốt cuộc đời sau này trong khi bạn củng cố mối quan hệ với chúng chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy được rằng những lúc cần đến kỷ luật là một trong những thời điểm quan trọng nhất khi nuôi dạy con đó là thời gian chúng ta có cơ hội gọt giũa con cái hiệu quả nhất khi đối mặt với những thách thức này bạn sẽ nhận thấy đó không chỉ là những tình huống kỷ luật khiếp sợ đầy giận dữ bực bội và rắc rối mà còn là cơ hội để kết nối với bọn trẻ và hướng chúng đến hành vi tốt đẹp hơn cho bản thân chúng cũng như cả gia đình. Chúng tôi viết cuốn sách này dành cho bất kỳ ai quan tâm đến trẻ em và những chiến lược hiệu quả, khoa học và đầy yêu thương nhằm giúp con bạn phát triển tốt. Chúng tôi sẽ dùng từ cha mẹ xuyên suốt cuốn sách, nhưng nếu bạn là ông bà, giáo viên hay một người quan trọng đối với cuộc đời một đứa trẻ, cuốn sách này cũng dành cho bạn cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nếu chúng ta đồng lòng và sự hợp tác này có thể bắt đầu với những người lớn đồng lòng nuôi dưỡng đứa trẻ từ những ngày đầu đời cho đến về sau chúng tôi hy vọng tất cả trẻ em đều có những người quan tâm chăm sóc có chủ đích về cách tương tác với chúng và kỷ luật chúng khi cần thiết theo những cách giúp xây dựng kỹ năng và củng cố mối quan hệ với bọn trẻ phục hồi nghĩa của từ kỷ luật. Hãy bắt đầu với mục đích thực sự của việc kỷ luật. Khi còn bạn cư xử không đúng đắn, bạn muốn đạt được điều gì? Mục đích cuối cùng có phải là hậu quả không? Hay nói cách khác, mục đích là để phạt bọn trẻ? Tất nhiên là không. Khi chúng ta tức giận, chúng ta có thể cảm thấy muốn trừng phạt con mình. Sự giận dữ, mất kiên nhẫn, bực bội hay chỉ là không chắc chắn khiến cho ta cảm thấy điều đó điều này hoàn toàn dễ hiểu thậm chí rất phổ biến nhưng khi bình tĩnh lại và gột sạch trứng sống dính trên tóc chúng ta biết rằng đưa ra hậu quả không phải là mục tiêu cuối cùng vậy chúng ta muốn gì mục tiêu của kỷ luật là gì hãy bắt đầu với định nghĩa về mặt hình thức từ discipline bắt nguồn trực tiếp từ tiếng latin Disciplina được dùng nhiều ở thế kỷ 11 với ý nghĩa dạy dỗ, học hỏi và chỉ dẫn. Vì vậy, khởi đầu trong tiếng Anh của từ Discipline là dạy dỗ. Ngày nay, nhiều người chỉ liên tưởng đến sự trừng phạt hay hậu quả của việc kỷ luật. Giống như một người mẹ có cậu con trai 18 tháng tuổi đã hỏi tràn. Tôi đang dạy xem rất nhiều, nhưng khi nào tôi nên bắt đầu kỷ luật nó? người mẹ này thấy rằng cô ấy cần phải chấn chỉnh hành vi của con trai mình và cô cho rằng trừng phạt nghĩa là kỷ luật khi bạn nghe phần còn lại của cuốn sách này chúng tôi muốn bạn ghi nhớ những gì dan đã giải thích bất cứ khi nào chúng ta kỷ luật con mình mục đích bao trùm không phải để trừng phạt hay chỉ ra hậu quả mà để dạy dỗ gốc của từ discipline là disciple nghĩa là sinh viên học sinh và học viên. Một học viên, người nhận hình thức kỷ luật, không phải là một tù nhân hay người phải chịu sự trừng phạt, mà là người học hỏi thông qua chỉ dẫn. Hình phạt có thể ngừng một hành vi trong khoảng thời gian ngắn, nhưng dạy dỗ sẽ mang lại những kỹ năng tồn tại suốt cuộc đời. Về cơ bản, chúng tôi muốn những người chăm sóc trẻ bắt đầu nghĩ đến kỷ luật như một trong những việc có tính giáo dục và yêu thương nhất chúng ta có thể làm cho bọn trẻ con cái của chúng ta cần học những kỹ năng như kiềm chế sự bốc đồng điều khiển những cảm xúc giận dữ và cân nhắc ảnh hưởng từ hành vi của mình đối với người khác học hỏi những điều căn bản trong cuộc sống và các mối quan hệ là những gì chúng cần và nếu bạn có thể dạy chúng bạn sẽ tặng chúng một món quà quan trọng không chỉ cho bọn trẻ mà còn cho cả gia đình và thậm chí cả thế giới nghiêm túc đấy chúng tôi không cường điệu đâu kỷ luật không rắc rối như chúng tôi sẽ mô tả ở những nội dung tiếp theo sẽ giúp con cái bạn trưởng thành đúng bản chất của chúng cải thiện khả năng kiểm soát bản thân tôn trọng người khác có những mối quan hệ sâu sắc và sống có đạo đức hãy nghĩ đến sự ảnh hưởng mang tính thế hệ bọn trẻ sẽ lớn lên với những món quà và khả năng này, rồi nuôi dạy con cái của chúng, rồi chúng sẽ tiếp tục tặng lại món quà này cho các thế hệ tương lai. Mục tiêu song hành của kỷ luật không rắc rối Kỷ luật hiệu quả nhắm đến hai mục tiêu cơ bản. Đầu tiên, Đương nhiên là khiến bọn trẻ hợp tác và làm điều đúng đắn. Khi sự việc lên đến cao trào, một đứa trẻ ném đồ chơi trong nhà hàng hay hỗn láo và không chịu làm bài tập về nhà. Chúng ta đơn giản chỉ muốn con bé làm việc phải làm. Chúng ta muốn bé không ném đồ chơi nữa. Chúng ta muốn bé nói năng tôn trọng hơn. Chúng ta muốn bé hoàn thành bài tập về nhà. Với một đứa bé đạt được mục tiêu đầu tiên, hợp tác tức là bắt bé cầm tay chúng ta khi sang đường hay giúp đặt chai dầu ô liu mà bé đang quay vòng như cây gậy đánh bóng chày ở gian hàng số 4 trong siêu thị xuống. Với một đứa trẻ lớn hơn, điều đó nghĩa là cùng giải quyết vấn đề để bé làm việc nhà nhanh hơn hay thảo luận liệu chị em gái của bé cảm thấy thế nào về cụm từ con bé cô đơn, mông béo ị. Bạn sẽ thấy chúng tôi nhắc đi nhắc lại trong cuốn sách này. Mỗi đứa trẻ đều khác nhau và không có phương pháp dạy dỗ hay chiến lược nào luôn luôn phát huy tác dụng. Nhưng mục tiêu rõ ràng nhất trong mọi tình huống là gợi sự hợp tác và giúp đứa trẻ cư xử theo cách chấp nhận được, như dùng từ ngữ tốt đẹp hay để quần áo bẩn vào thùng giặt và tránh những hành vi ngược lại như đánh nhau hay sờ vào miếng kẹo cao su dính dưới gầm bàn thư viện. Đó là mục tiêu ngắn hạn của kỷ luật tuy vậy mục tiêu thứ hai cũng không kém phần quan trọng trong khi đạt được sự hợp tác là mục tiêu ngắn hạn mục tiêu thứ hai dài hạn hơn nó tập trung hướng dẫn bọn trẻ phát triển các kỹ năng và khả năng giải quyết linh hoạt những tình huống thách thức sự giận dữ và cơn bão cảm xúc có thể khiến chúng mất kiểm soát đó là những kỹ năng về mặt nội tâm có thể suy rộng ra ngoài hành vi tức thời và được dùng đến sau này trong nhiều tình huống khác mục tiêu thứ hai mang tính nội tâm của việc kỷ luật nhằm giúp bọn trẻ phát huy sự tự giác và mở rộng phạm vi đạo đức để khi không có người lớn ở bên thì chúng vẫn thận trọng và chu đáo mục tiêu là giúp chúng lớn lên thành những người có trách nhiệm và tử tế tận hưởng những mối quan hệ và sống có ý nghĩa chúng tôi gọi đây là hướng tiếp cận kỷ luật bằng cả não bộ vì như đã giải thích khi những bậc cha mẹ như chúng ta sử dụng cả não bộ của mình, chúng ta có thể tập trung dạy những phản ứng tức thời bên ngoài và cả những bài học nội tâm lâu dài. Và khi bọn trẻ được giáo dục có chủ đích như vậy, chúng cũng sẽ sử dụng cả bộ não của mình. Ngày nay chúng ta biết cách giúp trẻ phát triển tối ưu là tạo ra các mối liên kết với não bộ của trẻ, toàn não bộ, nhằm phát triển những kỹ năng hoàn thiện mối quan hệ tốt cho sức khỏe tâm thần và sống có ý nghĩa hơn bạn có thể gọi là điêu khắc não bộ giáo dục não bộ hay xây dựng não bộ dù với bất cứ cách gọi nào vấn đề chủ yếu và gây hứng thú là tùy theo cách gọi và hành động của chúng ta bộ não trẻ sẽ thực sự thay đổi và được xây dựng dần theo mỗi trải nghiệm mới kỷ luật hiệu quả tức là chúng ta không chỉ dừng một hành vi xấu hay động viên cử chỉ tốt mà còn dạy những kỹ năng và nuôi dưỡng mối liên kết với bộ não trẻ nhằm giúp chúng đưa ra quyết định đúng đắn và xử sự đúng mực trong tương lai một cách hoàn toàn tự giác bởi vì đó là cách bộ não của chúng được dẫn dắt một điểm cộng nữa là khi càng giúp bọn trẻ xây dựng trí não bản thân chúng ta sẽ bớt phải vật lộn để đạt mục tiêu ngắn hạn về sự hợp tác khuyến khích hợp tác và xây dựng trí não hai mục tiêu song hành, cả bên ngoài và nội tâm, sẽ dẫn dắt cho việc kỷ luật tiếp cận bằng cả não bộ, hiệu quả và yêu thương. Đó chính là nuôi con bằng trí não. Đạt mục tiêu, nói không với hành vi, nói có với trẻ. Làm thế nào cha mẹ thường đạt được mục tiêu kỷ luật? phổ biến nhất là qua dọa dẫm và phạt. Trẻ con cư xử không đúng mực và phản ứng tức thì của các bậc phụ huynh là đưa ra hậu quả và nối cơn tam bệnh. Như những hình ảnh minh họa được đính kèm trên ứng dụng. Bọn trẻ cư xử sai, cha mẹ phản ứng, rồi chúng phản ứng lại, xoa dầu, xối nước, lặp lại. Và với nhiều vị phụ huynh, có thể với hầu hết phụ huynh, hậu quả đi kèm với một bài la hét vừa phải, gần như là chiến lược kỷ luật hiệu quả. Hết giờ chơi, tước đi một quyền lợi, phạt cấm túc và vô số thứ khác. Chẳng trách, có lắm rắc rối đến thế. Nhưng như chúng tôi sẽ giải thích, có những cách kỷ luật sẽ loại bỏ rất nhiều lý do vì sao chúng ta bắt bọn trẻ phải chịu hậu quả ngay từ đầu. Bên cạnh đó, hậu quả và những phản ứng nhằm trừng phạt thật ra lại phản tác dụng không chỉ trong việc xây dựng não bộ cho trẻ mà thậm chí còn khiến trẻ không chịu hợp tác dựa vào kinh nghiệm cá nhân và từ phòng khám của chúng tôi cũng như khoa học mới nhất về phát triển trí não chúng tôi khẳng định rằng tự động đưa ra hậu quả không phải là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu của việc kỷ luật vậy cái gì mới là tốt nhất đó là nền tảng nghiên cứu của cuốn phương pháp dạy con không đòn thời và có thể tóm gọn bằng cụm từ kết nối và đổi hướng. Kết nối và đổi hướng Một lần nữa, mỗi đứa trẻ cũng giống như mỗi tình huống nuôi dạy con cái đều khác nhau. Nhưng một điều bất biến luôn đúng trong hầu hết bất cứ tình huống nào là bước đầu tiên để kỷ luật hiệu quả chính là kết nối cảm xúc với con mối quan hệ với con cái luôn là trung tâm cho mọi thứ chúng ta làm bất kể ta đang chơi với chúng nói chuyện hay cười cùng với chúng hoặc thậm chí kỷ luật chúng ta cũng muốn bọn trẻ cảm nhận được mức độ sâu sắc của toàn bộ tình yêu thương và thiện ý của chúng ta dù chúng ta đang công nhận một hành động tử tế hay chỉ ra hành vi sai trái kết nối nghĩa là chú ý đến bọn trẻ đủ tôn trọng để lắng nghe chúng và coi trọng sự đóng góp của chúng vào việc giải quyết vấn đề và cho bọn trẻ biết chúng ta luôn ở bên dù ta có thích hành động của chúng hay không. Khi kỷ luật, chúng ta thật lòng muốn tham gia cùng bọn trẻ, và chỉ ra ta yêu chúng biết nhường nào. Thực tế khi bọn trẻ cư xử sai, đó là lúc chúng cần liên kết với chúng ta hơn cả những phản ứng kỷ luật nên thay đổi tùy theo độ tuổi tính khí và giai đoạn phát triển của trẻ cùng với tình huống nhưng điều bất biến xuyên suốt vấn đề kỷ luật là sự giao tiếp rõ ràng về mối liên hệ sâu sắc giữa cha mẹ và con cái mối quan hệ là con ác chủ bài cho bất kỳ hành vi cụ thể nào tuy nhiên mối liên hệ không đồng nghĩa với sự dễ dãi liên kết với con trong khi kỷ luật chúng không có nghĩa là để chúng làm bất cứ thứ gì chúng muốn thực ra là ngược lại một phần của tình yêu thương chân thành với con cái và cho chúng những gì chúng cần tức là đặt ra những giới hạn nhất quán và rõ ràng tạo kết cấu dễ đoán biết trong cuộc sống của chúng cũng như kỳ vọng vào chúng bọn trẻ cần hiểu cách thế giới này vận hành cái gì dễ giải được và cái gì không hiểu biết thấu đáo về luật lệ và ranh giới sẽ giúp bọn trẻ đạt thành công trong các mối quan hệ và những lĩnh vực khác trong cuộc sống khi học về kết cấu hành vi an toàn ở nhà chúng có thể bay nhảy ở môi trường bên ngoài trường học công sở các mối quan hệ nơi sẽ đối mặt với vô số kỳ vọng và hành vi thích hợp sẽ rất căng thẳng nếu không có những giới hạn và ranh giới những đứa trẻ căng thẳng thì càng phản kháng mạnh mẽ vì vậy khi chúng ta nói không và đặt ra giới hạn chúng ta giúp chúng khám phá ra điều dễ đoán biết và quy tắc an toàn trong thế giới hỗn loạn này và ta xây dựng kết nối với não bộ của trẻ khiến chúng xử lý tốt những khó khăn trong tương lai nhưng hãy nhớ rằng đổi hướng ít khi có tác dụng khi cảm xúc của trẻ đang lên đến cào trào hậu quả và những bài học sẽ không hữu ích chừng nào trẻ còn buồn bã và không lắng nghe bạn dạy dỗ cũng giống như cố gắng dạy một chú chó ngồi xuống khi nó đang đánh nhau với con chó khác một con chó hung hăng sẽ không chịu ngồi yên nhưng nếu bạn có thể giúp trẻ bình tĩnh lại trẻ sẽ nhanh chóng tiếp thu và hiểu những gì bạn đang cố gắng truyền đạt hơn là phạt và lên giọng dạy dỗ đó là những gì chúng tôi giải thích khi mọi người hỏi về nhu cầu kết nối với trẻ có người nói nghe có vẻ là cách kỷ luật tôn trọng và đầy tình yêu thương. Tôi cũng thấy tác dụng lâu dài và khá dễ thực hiện. Nhưng thôi nào, tôi phải làm việc, rồi còn những đứa khác nữa. Tôi phải nấu bữa tối, cho bọn trẻ học piano và ballet, rồi đi xem giải Little League và hàng trăm việc khác. Khó khăn lắm mới không chìm nhiễm Làm sao tôi có thời gian để kết nối và đổi hướng bọn trẻ khi kỷ luật chúng? Chúng tôi hiểu, rất hiểu điều này hai chúng tôi đều phải làm việc, vợ hay chồng của chúng tôi cũng vậy. Và chúng tôi là những bậc cha mẹ tận tụy vì con cái mình. Nhưng những gì chúng tôi học hỏi được khi thực hiện các nguyên tắc và chiến lược được thảo luận ở những chương sắp tới là kỷ luật không rắc rối, không phải là việc làm xa xỉ với người rảnh rỗi. Chúng tôi cũng không chắc có cha mẹ nào rảnh rỗi trên đời không. Hướng tiếp cận bằng cả não bộ không yêu cầu bạn dành thật nhiều thời gian để ngồi bàn luận với bọn trẻ làm điều đúng đắn thực tế kỷ luật không rắc rối hướng đến những tình huống rất bình thường khi nuôi dạy trẻ và coi đó là cơ hội để kết nối và dạy chúng cái gì là quan trọng có thể bạn nghĩ rằng khi hét lên thôi đi hay nín khóc ngay hoặc bắt trẻ dừng chơi ngay lập tức sẽ nhanh gọn đơn giản và hiệu quả hơn là kết nối với cảm xúc của trẻ tuy nhiên chúng tôi sẽ sớm giải thích rằng chú ý tới cảm xúc của trẻ thường sẽ khiến chúng bình tĩnh và hợp tác hơn biện pháp này nhanh chóng hơn nhiều so với việc bộc phát quá đà khiến cho cảm xúc leo thang và sau đây là phần tốt đẹp nhất khi tránh mang những hỗn loạn và rắc rối vào các tình huống kỷ luật nói cách khác khi chúng ta kết hợp giới hạn nhất quán và rõ ràng với sự thấu cảm thương yêu ai cũng là người thắng cuộc. Vì sao? Chỉ đơn giản là kỷ luật không trách rối, tiếp cận bằng cả não bộ, khiến cuộc sống của cả cha mẹ và con cái đơn giản hơn. Trong lúc tức giận cực độ, ví dụ như lúc bọn trẻ dọa ném điều khiển tivi vào toilet, chỉ vài giây trước tập cuối bộ phim truyền hình về bệnh viện mà bạn thích, bạn có thể khuyến khích phần chức năng suy nghĩ cao hơn của não, hơn là kích thích phần chức năng phản ứng thấp hơn. Chúng tôi sẽ giải thích chiến lược này cụ thể ở chương 3. Kết quả là bạn sẽ tránh được phần lớn những la hét, khóc lóc và giận dữ mà kỷ luật thường gây ra. Chưa kể đến chiếc điều khiển khô ráo và bạn được chờ đợi trước khi chương trình bắt đầu với chiếc xe cứu thương lăn bánh trên màn hình. Quan trọng hơn, theo một cách đơn giản nhất có thể, kết nối và đổi hướng sẽ giúp bọn trẻ trở thành người tử tế hơn, cả trong hiện tại và khi trưởng thành thông qua xây dựng những kỹ năng nội tâm mà chúng cần đến trong suốt cuộc đời chúng không chỉ chuyển từ trạng thái phản ứng sang phương diện chấp nhận để học hỏi đó là phần bên ngoài phần hợp tác mà những kết nối trong bộ não chúng cũng được xây dựng những kết nối này sẽ cho phép chúng lớn lên trở thành người biết tự kiểm soát nghĩ đến người khác điều chỉnh cảm xúc cá nhân và đưa ra lựa chọn thích hợp bạn sẽ giúp chúng dựng một chiếc la bàn nội tâm để chúng học cách dựa vào đó hơn là bảo chúng phải làm gì và yêu cầu bọn trẻ thực hiện nguyện vọng của bạn bạn sẽ trao cho chúng những kinh nghiệm củng cố chức năng thực thi và phát triển các kỹ năng liên quan đến sự thấu cảm hiểu rõ bản thân và đạo đức đó là phần xây dựng trí não phần nội tâm nghiên cứu rõ ràng ở điểm này những đứa trẻ đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, về mặt cảm xúc, quan hệ hay giáo dục đều được cha mẹ nuôi dạy với sự kết nối và dưỡng dục sâu sắc, trong khi vẫn trao đổi và giữ vững giới hạn rõ ràng cùng với kỳ vọng cao. Cha mẹ của những đứa trẻ này luôn giữ thái độ nhất quán trong lúc tỏ rõ tình yêu thương, sự tôn trọng và quan tâm. Vì thế, bọn trẻ hạnh phúc hơn, thể hiện tốt hơn ở trường lớp ít vướng vào rắc rối và tận hưởng những mối quan hệ có ý nghĩa bạn sẽ không thường xuyên kết nối và đổi hướng khi kỷ luật trẻ chúng ta cũng không phải là những người cha mẹ hoàn hảo nhưng càng nỗ lực kết nối và đổi hướng càng ít rắc rối xảy ra khi ta phản ứng với những hành vi sai quấy của con thậm chí chúng còn học hỏi được nhiều hơn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và những kỹ năng giải quyết xung đột và chúng sẽ có mối quan hệ ngày càng bền chặt với chúng ta khi chúng lớn lên. Chương 1: Nghĩ lại về kỷ luật. Sau đây là một vài câu nói thực tế chúng tôi nghe được từ các phụ huynh. Bạn có thấy câu nào quen không? Khi tôi nổi giận, tôi cứ thế phản ứng lại, thỉnh thoảng bản năng cũng mách bảo tôi làm điều đúng đắn, nhưng lúc khác tôi lại non nớt như một đứa trẻ. Nếu con trai tôi bắt trước, tôi sẽ không cho nó chơi nữa. Người ta nói không nên đánh mắng và la hét con, nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài dọa nạt về hậu quả con bé gây ra và bắt ngồi yên một chỗ. Tôi và chồng luôn bất đồng ý kiến. Tôi thấy anh ấy quá nghiêm khắc và cứng nhắc còn anh ấy bảo tôi dễ mềm lòng vì vậy chúng tôi lúc nào cũng mâu thuẫn và bực bội với nhau tôi phát chán vì cãi cọ mỗi lần làm bài tập cùng con cả hai đều giận dữ và chuyện chẳng bao giờ khá lên được những lời nói này nghe có quen thuộc không rất nhiều bậc cha mẹ đều cảm thấy như vậy họ muốn xử lý mọi chuyện ổn thỏa khi bọn trẻ gắng sức làm điều đúng đắn nhưng hầu hết họ thường phản ứng ngay khi tình huống xảy ra mà không dựa vào bộ nguyên tắc và chiến lược rõ ràng. Họ đổi sang chế độ lái tự động và từ bỏ việc điều khiển những quyết định nuôi dạy con cái có chủ đích. Chế độ lái tự động là công cụ hữu ích khi lái máy bay. Chỉ cần gạt cần, ngã lưng và thư giãn để máy móc đưa bạn đến nơi được lập trình sẵn. Nhưng trong việc kỷ luật con cái, bật chế độ lái tự động đã được lập trình sẵn không phải là điều tốt nó có thể dẫn ta bay thẳng vào vùng tối tăm với đám mây đen vần vũ và cả cha mẹ lẫn con cái sẽ trải qua một chuyến đi khá sốc. Thay vì phản ứng, chúng tôi muốn bạn thông cảm với bọn trẻ. Chúng ta muốn kỷ luật có chủ đích và đưa ra quyết định sáng suốt dựa vào những nguyên tắc đã suy nghĩ và đồng thuận trước đó. Có chủ đích nghĩa là cân nhắc nhiều lựa chọn và chọn ra hướng đi thấu đáo để đạt được mục tiêu dự kiến. Đối với kỷ luật không rắc rối, mục tiêu bên ngoài ngắn hạn về giới hạn và kết cấu hành vi. Và mục tiêu dài hạn nội tâm là dạy kỹ năng sống. Ví dụ, cậu con trai 4 tuổi đánh bạn, có thể bé giận dữ vì bạn nói mình phải viết xong email rồi mới chơi Lego với bé được và bé phản ứng bằng cách đánh vào lưng bạn. Thật ngạc nhiên khi anh chàng bé bỗng này có thể đánh bạn đâu đến vậy phải không? Bạn làm gì? Nếu đang bật chế độ lái tự động mà không dựa vào triết lý cụ thể, làm thế nào để xử lý hành vi không tốt? Có thể bạn sẽ phản ứng ngay lập tức mà không xem xét và cân nhắc. Có lẽ bạn sẽ túm lấy bé, mạnh hơn là bạn nghĩ và nghiến răng nói với bé rằng, đánh là không tốt. Rồi bạn sẽ chỉ ra một vài hậu quả, như dẫn bé vào phòng và bắt ngồi yên ở đó đó có phải là phản ứng tệ nhất khi dạy con không không phải nhưng có thể tốt hơn được không chắc chắn điều cần thiết là bạn phải hiểu rõ mình muốn đạt được gì khi con cư xử sai đó là mục tiêu bao trùm chương này nhằm giúp bạn hiểu tầm quan trọng của triết lý có chủ đích và có chiến lược rõ ràng nhất quán khi phản ứng với hành vi không tốt như đã nói trong phần giới thiệu Mục tiêu song hành của kỷ luật là khuyến khích hành vi tốt đẹp bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn và xây dựng cấu trúc não bộ bên trong nhằm phát triển hành vi tốt và kỹ năng trong mối quan hệ cho thời gian dài. Vì vậy, khi bạn nghiến răng bật ra một luật lệ và bắt trẻ chịu hậu quả, liệu những điều đó có ích khi dạy dỗ con bạn về việc đánh người khác không? Có và không có thể bạn sẽ đạt được mục tiêu ngắn hạn là bé không đánh mình nữa sự sợ hãi và hình phạt có thể phát huy tác dụng ngay lúc đó nhưng không được lâu dài và liệu bạn có muốn dùng nỗi sợ hãi hình phạt và rắc rối như những động lực cơ bản cho con cái không nếu có chúng tôi cho rằng quyền lực và sự kiểm soát là những công cụ tốt nhất để sai khiến người khác làm điều ta muốn xin nhắc lại phản ứng khi chúng ta giận dữ là chuyện rất bình thường đặc biệt khi ai đó khiến chúng ta đau đớn hoặc bị tổn thương nhưng có những phản ứng tích cực hơn giúp đạt mục tiêu trước mắt nhằm giảm bớt hành vi không mong muốn trong tương lai đồng thời xây dựng các kỹ năng vì vậy thay vì sợ phản ứng của bạn và kiềm chế cơn bốc đồng sau này con bạn sẽ học được kỹ năng nội tâm không liên quan gì đến nỗi sợ hãi thông qua trải nghiệm tình huống và tất cả những bài học này có thể diễn ra trong lúc giảm bớt rắc rối khi tương tác với con đồng thời thúc đẩy mối liên kết giữa cha mẹ và con cái hãy bàn về cách bạn có thể phản ứng để tránh biến kỷ luật thành nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi hơn thế lại là cách xây dựng kỹ năng cho trẻ ba câu hỏi tại sao cái gì thế nào trước khi bạn phản ứng lại những cư xử sai hãy dừng lại và tự vấn bản thân ba câu hỏi đơn giản một tại sao bé lại làm như vậy trong cơn giận dữ câu trả lời của chúng ta có thể là vì thằng bé là một đứa trẻ hư hỏng hay vì thằng bé cố tình chọc tức mình đây mà nhưng khi chúng ta tiếp cận với sự tò mò thay vì giả định, nhìn sâu hơn nữa vào điều đang diễn ra đằng sau mỗi hành động sai trái. Thường thì chúng ta có thể nhận ra rằng đứa trẻ đang cố gắng thể hiện hoặc đạt được điều gì đó, nhưng chỉ là bé không thực hiện đúng cách. Nếu chúng ta hiểu điều này, chính chúng ta sẽ có thể phản ứng một cách hiệu quả hơn và đồng cảm hơn. Hai mình sẽ dạy bé bài học gì trong tình huống này một lần nữa mục tiêu của kỷ luật không phải để trừng phạt chúng ta muốn dạy một bài học có thể là về sự kiềm chế tầm quan trọng của sự sẻ chia hành động có trách nhiệm hoặc bất kỳ điều gì khác ba làm thế nào để dạy bé bài học này một cách hiệu quả nhất hãy cân nhắc độ tuổi và giai đoạn phát triển của bé cùng với bối cảnh của tình huống bé có biết chiếc loa cầm tay đã được bật trước khi dí vào tai của con cún. Làm thế nào để chúng ta thể hiện hiệu quả nhất điều mà chúng ta muốn truyền tải? Chúng ta thường xuyên phản ứng lại những cư xử sai quấy như thể trừng phạt là mục tiêu của kỷ luật. Đôi khi sự trừng phạt tự nhiên do đứa trẻ tự quyết định và bài học được truyền đạt mà chúng ta không cần phải làm gì nhiều. Nhưng thường thì chúng ta có nhiều cách hiệu quả và triều mến hơn để giúp bọn trẻ hiểu điều chúng ta muốn truyền đạt hơn là ngay lập tức đưa ra hình phạt áp dụng cho mọi tình huống. Bằng cách đặt ra ba câu hỏi trên, tại sao, cái gì và thế nào? Khi con cái chúng ta làm điều gì đó khiến chúng ta phật ý, chúng ta có thể tránh sự mất kiểm soát dễ dàng hơn. Điều này có nghĩa rằng chúng ta có thể phản ứng theo cách thức hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn hành động đó một cách nhanh chóng, đồng thời dạy những bài học cuộc sống to lớn và lâu dài, cùng với những kỹ năng xây dựng tính cách và làm tiền đề cho đứa trẻ có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong tương lai. Hãy cùng xem xét kỹ hơn, làm thế nào mà ba câu hỏi này có thể giúp chúng ta xử lý tình huống đứa bé 4 tuổi đập vào lưng bạn khi bạn đang soạn thảo email. Khi bạn nghe tiếng đập và cảm thấy vết hằn đau đớn hình bằng tay bé xíu đằng sau lưng. Bạn cần một lúc để bình tĩnh và tránh việc phản ứng lại ngay lập tức. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng phải không? Trên thực tế, não bộ chúng ta được lập trình để nhận biết cơn đau vật lý như một hiểm họa. Điều này kích thích dây thần kinh, khiến phản xạ nhảy bén hơn và đặt chúng ta trong trạng thái chiến đấu. Vì vậy, bạn sẽ cần một chút nỗ lực đôi khi là rất nhiều sự nỗ lực để kiểm soát bản thân và thực hành kỷ luật không rắc rối khi đó chúng ta phải chế ngự sự phản xạ theo bản năng của mình thật không dễ dàng nhân đây điều này sẽ càng khó khăn hơn khi bạn đang thiếu ngủ đói dễ xúc động hay thiếu sự chăm sóc bản thân khoảng dừng giữa phản xạ và phản ứng là khởi nguồn của sự chọn lựa định hướng và sự khéo léo của một bậc phụ huynh như vậy bạn cần cố gắng dừng lại và tự đặt cho mình ba câu hỏi trên càng nhanh càng tốt sau đó bạn có thể quan sát rõ ràng hơn nhiều điều đang diễn ra trong sự tiếp cận của bạn với con mình mỗi hoàn cảnh đều khác nhau và phụ thuộc nhiều yếu tố tuy nhiên câu trả lời cho những câu hỏi có thể sẽ giống như dưới đây một tại sao bé lại làm như vậy bé đánh bạn vì bé muốn sự chú ý của bạn mà không được. Nghe có vẻ khá điển hình đối với một cậu bé 4 tuổi phải không? Đáng mong đợi. Không. Phù hợp với sự phát triển. Hiển nhiên. Thật khó để chờ đợi đối với một đứa trẻ ở tuổi đó và bị những cảm xúc mạnh mẽ bộc lộ lại càng làm điều đó khó khăn hơn. Cậu bé chưa đủ lớn để tự kiềm chế bản thân mình một cách hiệu quả hoặc nhanh chóng tới mức có thể dừng hành động của mình lại bạn ước gì bé có thể tự xoa dịu và tuyên bố một cách bình tĩnh mẹ con cảm thấy bực bội vì mẹ bắt con phải tiếp tục đợi và con đang cảm thấy một sự thôi thúc to lớn và mạnh mẽ muốn đánh mẹ ngay lập tức nhưng con đã quyết định không làm vậy và thay vào đó là sử dụng lời lẽ tuy nhiên điều đó sẽ không xảy ra nếu thực sự xảy ra thì hẳn là khá nực cười trong thời điểm đó việc bé đánh bạn là một hành động mặc định để thể hiện cảm xúc tức tối và mất kiên nhẫn một cách mạnh mẽ bé sẽ cần thời gian và thực hành xây dựng kỹ năng để học cách trì hoãn sự thỏa mãn và kiểm soát cơn giận một cách hợp lý đó chính là lý do bé đánh bạn đây không còn là vấn đề của riêng bạn phải không bọn trẻ thường không đánh chúng ta chỉ đơn giản vì chúng vô lễ hay vì chúng ta là những bậc cha mẹ thất bại. Chúng thường hành xử như vậy vì chúng chưa có đủ năng lực để điều hòa cung bậc cảm xúc và kiềm chế cần bốc đồng. Và chúng cảm thấy an toàn với chúng ta, đủ để biết chúng sẽ không đánh mất tình yêu của chúng ta, ngay cả khi chúng tệ hại nhất. Trên thực tế, khi một đứa trẻ 4 tuổi không vùng vằng và lúc nào cũng cư xử đúng mực chúng ta sẽ quan ngại về mối quan hệ giữa bé và bố mẹ khi bọn trẻ gắn bó chặt chẽ với bố mẹ chúng sẽ cảm thấy đủ an toàn để thử thách mối quan hệ đó nói cách khác việc bé cư xử sai quấy thường là một dấu hiệu của sự tin tưởng và an tâm của bé đối với bạn nhiều bậc phụ huynh nhận thấy rằng con cái họ để dành tất cả cho họ cư xử ngoan ngoãn hơn hẳn khi ở trường hoặc với những người lớn khác hơn là khi ở nhà. Đây chính là lý do. Những trận bùng nổ đó thường là biểu hiện của sự an tâm và tin tưởng, hơn là sự nổi loạn nào đó. Hai, mình sẽ dạy bé bài học gì trong tình huống này? Bài học không phải là cư xử sai quấy sẽ phải nhận hình phạt, mà là có nhiều cách tốt hơn để thu hút sự chú ý và kiểm soát cơn nóng giận, hơn là dùng tới bạo lực. Bạn muốn bé hiểu rằng việc đánh người là không tốt và rằng có nhiều cách thích hợp để thể hiện cảm xúc của bé ba làm thế nào để dạy bé bài học này một cách hiệu quả nhất mặc dù cấm túc hay một hình phạt không liên quan nào đó khác có thể có hoặc không khiến con trai bạn cân nhắc việc đánh người vào lần tiếp theo chúng ta có một phương thức khác hay hơn nếu như bạn tiếp cận bé bằng cách kéo bé vào lòng để bé biết bạn đang hoàn toàn chú tâm đến bé sau đó bạn có thể nắm bắt cảm giác của bé và thiết lập phương thức để liên kết với những cảm xúc đó chờ đợi thật khó khăn con thực sự muốn mẹ chơi cùng và con giận vì mẹ ngồi máy tính có phải vậy không hẳn là bạn sẽ nhận được một câu trả lời giận dữ đúng điều đó không tệ bé sẽ hiểu bạn đang quan tâm đến bé và bé cũng quan tâm đến bạn giờ thì bạn có thể nói chuyện với bé khi bé đã bình tĩnh hơn và sẵn sàng lắng nghe giao tiếp bằng mắt giải thích rằng không bao giờ nên đánh người và chỉ cho bé những cách thức khác mà bé có thể chọn khi muốn thu hút sự chú ý của bạn vào lần tới như sử dụng lời lẽ để thể hiện sự bực bội của mình cách tiếp cận này hiệu quả với cả những đứa trẻ lớn hơn hãy cùng xem xét một trong những vấn đề phổ biến nhất mà các bậc phụ huynh khắp nơi phải đối mặt. Cuộc chiến bài tập về nhà. Hãy tưởng tượng đứa con 9 tuổi của bạn đang đấu tranh dữ dội khi đến giờ học và mẹ con bạn đang lẫn quẩn trong thói quen thường lệ. Ít nhất một tuần một lần, cô bé sẽ ngã gục. Cô bé sẽ nổi khùng lên và kết thúc trong nước mắt, hét lên với bạn và gọi giáo viên của cô bé là xấu xa vì đã giao bài tập về nhà khó đến vậy và gọi bản thân là ngu ngốc vì gặp rắc rối với chúng sau tuyên bố đó cô bé sẽ vùi mặt vào khuỷu tay và đổ gục xuống bàn trong vũng nước mắt đối với một phụ huynh tình huống như vậy có thể cũng dễ phát điên như khi bạn bị đánh vào lưng bởi một đứa trẻ lên bốn phản ứng tự động của bạn có thể sẽ là bị khuất phục bởi sự tức tối và trong cơn nóng giận bạn sẽ tranh cãi với con gái và lên lớp cô bé Đổ tội cô bé không biết cách quản lý thời gian và không lắng nghe bài giảng tốt khi ở trên lớp. Có lẽ bạn sẽ thấy quen thuộc với câu lên lớp. Nếu con bắt đầu sớm hơn lúc mẹ bảo con làm, lẽ ra giờ con đã xong rồi. Chúng ta chưa từng nghe thấy đứa trẻ nào trả lời câu đó rằng. Bố đã đúng, bố ạ. Đáng ra con nên bắt đầu khi bố bảo. Con sẽ chịu trách nhiệm vì đã không làm khi đáng lẽ ra con phải làm và con đã học được một bài học con sẽ làm bài tập về nhà sớm hơn vào ngày mai cảm ơn bố vì đã khiến con hiểu điều này thay vì lên lớp nếu bạn tự đặt ra ba câu hỏi tại sao cái gì thế nào thì sao một tại sao bé lại làm như vậy một lần nữa các cách tiếp cận mang tính kỷ luật sẽ thay đổi tùy theo con bạn là người như thế nào và tính cách của bé ra sao có thể bài tập về nhà là một sự đấu tranh với cô bé và cô bé cảm thấy tuyệt vọng như thể đó là một cuộc chiến mà cô bé không bao giờ chiến thắng được có thể điều gì đó ở nó quá khó hoặc quá sức với bé và làm cho bé cảm thấy bản thân mình kém cỏi hoặc cũng có thể cô bé chỉ đơn giản cần nhiều hoạt động thể chất hơn cảm giác chủ yếu trong tình huống này có thể là sự tuyệt vọng và bất lực 2. Mình sẽ dạy bé bài học gì trong tình huống này? Có thể là bạn cần dạy về việc quản lý thời gian hợp lý và trách nhiệm hay về cách ra quyết định chọn lựa những hoạt động nào nên tham gia hoặc làm thế nào để thích nghi cảm xúc tuyệt vọng tốt hơn. 3. Làm thế nào để dạy bé bài học này một cách hiệu quả nhất? Dù cho câu trả lời cho câu hỏi số 2 là gì, hiển nhiên, việc lên lớp khi cô bé đang buồn không phải là cách hay đây không phải là thời điểm để dạy dỗ bởi phần xúc động và chống đối của não bộ đang dữ dội lấn át phần não bộ bình tĩnh lý trí suy luận và tiếp thu vì vậy thay vì giáo dục bạn nên giúp cô bé với những phần số và vượt qua sự khủng hoảng này bố hiểu tối nay đã quá đủ với con và con mệt con có thể làm được bố sẽ ngồi với con và chúng ta có thể đánh bại nó rồi khi cô bé đã bình tâm trở lại, hai bố con đang cùng chia sẻ một bát kem lạnh. Hoặc thậm chí là ngày hôm sau, bạn có thể thảo luận xem có phải lịch trình của cô bé đã quá tải hay cân nhắc xem có phải cô bé đang thực sự vật lộn với việc hiểu một khái niệm nào đó. Hoặc khám phá liệu có phải cô bé mãi nói chuyện với bạn trên lớp và phải mang phần việc chưa hoàn thành về nhà. Đồng nghĩa với việc cô bé có nhiều bài tập về nhà hơn hãy hỏi cô bé và cùng nhau giải quyết vấn đề để tìm hiểu điều đang diễn ra hỏi xem điều gì cản trở bé hoàn thành bài tập về nhà tại sao cô bé lại cảm thấy chuyện này chẳng đi đến đâu cả và cô bé có thể đề xuất gì hãy nhìn tất cả điều này như một cơ hội hợp tác để cải thiện công cuộc làm bài tập về nhà cô bé có thể sẽ cần giúp đỡ xây dựng các kỹ năng đưa ra giải pháp nhưng hãy khiến cô bé tham gia vào quá trình càng nhiều càng tốt nên nhớ hãy lựa chọn thời điểm mà tinh thần cả hai đang trong trạng thái tốt sẵn sàng tiếp thu rồi bắt đầu bằng cách nói điều gì đó như có vẻ như bài tập về nhà không được thuận lợi lắm phải không con bố cá là chúng ta có thể có cách hay hơn con có nghĩ ra cách nào hiệu quả không nhân đây Chúng tôi sẽ đưa cho bạn rất nhiều gợi ý cụ thể, thực tiễn để giúp bạn với những hội thoại kiểu này trong chương 6, khi chúng tôi thảo luận về chiến lược điều hướng không rắc rối. Những đứa trẻ khác nhau sẽ cần những phản hồi khác nhau cho câu hỏi tại sao, cái gì, thế nào. Vì vậy, chúng tôi không nói rằng bất kỳ câu trả lời cụ thể nào ở đây là cần thiết áp dụng cho con bạn vào thời điểm nào đó vấn đề là phải có một cái nhìn mới về việc kỷ luật phải suy nghĩ lại về nó sau đó bạn có thể được chỉ dẫn bởi một triết học tổng quát khi tiếp xúc với trẻ hơn là chỉ đơn thuần phản xạ với bất kỳ điều gì nảy ra khi các bé làm phật ý bạn thay vì lên lớp bé giá mà con bắt đầu làm sớm hơn con cần tỏ ra mình có trách nhiệm con không nghe giảng trên lớp à thì hãy đặt ba câu hỏi mình tự hỏi tại sao bây giờ con bé lại gặp khó khăn mình cần bảo ban bé điều gì và làm thế nào để dạy bé một cách tốt nhất các câu hỏi tại sao cái gì thế nào cho chúng ta một phương thức mới để cải thiện từ việc dạy dỗ con cái theo phản xạ đến những chiến lược dạy dỗ bằng cả não bộ một cách có nhận thức và định hướng phải thừa nhận rằng không phải lúc nào bạn cũng có thời gian để nghĩ hết ba câu hỏi khi cuộc đấu vật vui vẻ tại phòng khách biến thành trận chiến máu lửa trong lồng sắt, hay khi bạn có một cặp sinh đôi đang muộn giờ đến lớp múa ba lê, thật không dễ dàng để thực hiện nghi thức ba câu hỏi. Chúng tôi hiểu điều đó. Trong tình trạng đóng đẩy đó, việc bạn có thời gian để lý trí như vậy có vẻ hoàn toàn không thực tế. Chúng tôi không cho rằng lúc nào bạn cũng có thể thực hiện một cách hoàn hảo hoặc bạn có thể ngay lập tức nghĩ ra câu trả lời khi con bạn gặp vấn đề. Nhưng bạn càng suy nghĩ và thực hành phương pháp này nhiều, thì việc tiếp cận nhanh và phản hồi một cách có chủ ý sẽ càng trở nên tự nhiên và dễ dàng hơn. Nó thậm chí có thể trở thành phản xạ mặc định và túc trực của bạn. Cùng với thực hành, những câu hỏi này có thể giúp bạn giữ vững sự chủ động và lý trí trước những tương tác dẫn đến phản ứng trước đó đặt câu hỏi tại sao, cái gì và thế nào có thể giúp tạo ra sự minh bẩn nội tâm cho dù bạn đang phải đối diện với một mớ hỗn độn bên ngoài. Nhờ đó, phần thưởng của bạn sẽ là ngày càng ít phải áp dụng kỷ luật hơn. Vì bạn không chỉ định hình cho não bộ của con bạn đưa ra quyết định tốt hơn và hiểu được sự liên kết giữa cảm xúc và hành động, mà bạn còn cảm nhận rõ hơn điều đang diễn ra với con mình tại sao lại làm thế và điều bé làm là gì đồng nghĩa rằng bạn sẽ định hướng cho bé tốt hơn trước khi mọi việc trở nên nghiêm trọng thêm vào đó bạn còn tăng cường khả năng nhìn nhận từ quan điểm của bé điều này giúp bạn nhận ra khi nào bé cần sự trợ giúp của bạn thay vì sự phẫn nộ bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.